giả đã đến với kênh Chuyện Sao Việt. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông báo để được theo dõi những tin tức mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị khán giả, chúng ta sẽ cùng đến với những tin tức Sao Việt nổi bật nhất trong ngày. Lan Ngọc âm thầm về quê nhà tham dự lễ tiễn đưa của mẹ bạn trai tin đồn Chi Dân. Đã gần một tuần trôi qua kể từ đám tang của mẹ Chi Dân, nam ca sĩ dù đã trở lại công việc nhưng nỗi buồn vẫn chưa thể nguôi ngoai. Những hình ảnh mới vừa được hé lộ trong đám tang trước đó từ người quen của Chi Dân đã vô tình ghi lại được khoảnh khắc Ninh Dương Lan Ngọc cũng có mặt tại buổi lễ này. Theo đó, Lan Ngọc đã âm thầm về quê nhà của Chi Dân và tham dự lễ tiễn đưa mẹ của nam ca sĩ. Nữ diễn viên xuất hiện lặng lẽ, tránh mọi ống kính để không gây chú ý. Khi linh cữu được di chuyển đến nơi chôn cất, Lan Ngọc đã xuất hiện ở cuối dòng người và âm thầm bước theo. Nữ diễn viên không kìm được cảm xúc khi tiễn biệt người mà cô kính trọng. Mặc dù luôn phủ nhận chuyện tình cảm giữa mình và Chi Dân, tuy nhiên ai cũng biết Lan Ngọc và Chi Dân vốn có mối quan hệ đặc biệt. Trước đó, khi hay tin mẹ của nam ca sĩ qua đời, Lan Ngọc đã không ngần ngại bày tỏ sự tiếc thương trên trang cá nhân với dòng trạng thái tạm biệt bác. Nhiều nghệ sĩ cũng từ đây mà gửi lời chia buồn tới gia đình Chi Dân. Sau khi lo xong tang lễ cho mẹ, Chi Dân đã trở lại thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục thực hiện những công việc còn dang dở. Vừa qua trên trang cá nhân của mình, Chi Dân nghẹn ngào khi nhắc về người mẹ quá cố. Anh cho biết, sinh nhật của mẹ còn nhớ ngày đó còn trốn ra sau nhà khóc một mình vì con biết đó là bữa sinh nhật cuối của mẹ. Không khí kiểu như vui vẻ nhưng thực sự lúc đó làm con đau như cắt. Có nhiều tin đồn xung quanh mối quan hệ của Lan Ngọc và Chi Dân. Có người nói họ đang yêu, nhưng cũng có người cho rằng đã chia tay. Tuy nhiên với việc xuống tận quê nhà của nam ca sĩ để tiễn đưa mẹ của anh đã phần nào nói lên mối quan hệ sâu sắc của cả hai. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.